8 cách để đơn giản hóa cuộc sống. 1. Sống thật với cảm xúc. Khi ngày ngày vẫn phải ngụy trang bằng lớp lớp mặt nạ, khi muốn cười cũng phải luyện tập từng cách thức cứng ngắc, muốn khóc cũng phải chọn lúc chẳng có ai. Tại sao bạn cứ luôn phải bán rẻ cảm xúc của mình? Cuộc sống thường là những tháng ngày nứt vỡ bởi những mối quan hệ nhạt nhòa, khi cảm xúc chai lì bởi thói quen sống giả dối. Nhìn lại, vẫn là chỉ có người với người mới có thể đối xử với nhau như thế. Không cần quan tâm đến cảm xúc thật, sợ hãi, nghi kỵ, bất an và cả sự lạnh nhạt đã dần hình thành cách che giấu và ngụy tạo. Bỗng một ngày chợt nhận thấy cả một quá trình tưởng như chỉ là đóng kịch, bỗng chốc không phân biệt nổi đâu là con người thật của mình. Đôi khi mọi sự lừa dối đều phải nhận lấy cái giá thích đáng. Sống trong một cái vỏ biến hóa quá nhiều. Khi cảm xúc thật bay biến, ngơ ngác nhận ra mình chẳng còn là mình nữa. Sống thật với cảm xúc nghĩa là sống thật với chính mình. Vạn sự có thay đổi, kể cả khi cuộc sống có bởi chi phối, bởi nhiều nguyên nhân hoặc những tác động khác nhau. Thế nhưng có thể hy sinh một vài thứ, chứ tuyệt đối đừng bán rẻ cảm xúc của chính mình. 2. Hãy là chính mình dù bạn thành công hay thất bại. Mỗi người trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng muốn mình gặt hái được nhiều thành công ở trên tất cả mọi lĩnh vực, và ta muốn đi đến thành công ấy một cách thuận lợi. Nhưng không có thành công nào mà không phải trải qua gian khổ, thất bại. Và cha ông ta có câu tục ngữ: thất bại là mẹ thành công. Câu nói ấy vẫn giữ nguyên giá trị từ ngàn đời xưa cho đến nay, nói lên quy luật của cuộc sống: thất bại và thành công. Chính vì thế, ở trong cuộc sống, khi gặp những chuyện khó khăn thì bạn đừng vội nản lòng, và hãy cố gắng hết sức để vươn lên vượt qua nó. Hãy cứ là chính mình, thời gian sẽ trả lời cho bạn thành công xứng đáng. Và đó là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng từ bạn. 3. Chân thành với những người xung quanh. Tôi tin lòng tốt là thứ người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. Nên chỉ cần bạn chân thành thì điều nhận lại không chỉ là niềm vui. Hãy sống nhẹ nhàng, chân thành với tất cả. Cứ chân thành cho đi rồi sẽ nhận lại yêu thương. Người chân thành luôn có sức mạnh tạo ra sự tin cậy quanh họ, là chỗ dựa tinh thần ấm áp của bạn bè và người thân. Sống bên những người chân thành, ta cảm thấy yên tâm, thanh thản vì không phải đề phòng hay dè xét. Dè dặt, hoài nghi, sợ bị trở mặt hay gặp sự thật phũ phàng, đen tối. Sự chân thành không phải chỉ được thể hiện trong lời nói, mà nó phải được bắt rễ sâu xa từ trong một tấm lòng chân thành. Với tình cảm thực sự thì mới có sức thuyết phục người khác. Nếu bạn hành xử trong sự chân thành, sẽ tiếp thêm cho bạn sự tự tin, sức lôi cuốn và sự vững mạnh. Hãy sống thành thật với người khác và với chính bản thân mình. Muốn thế, hãy đánh giá đúng sức lực của bản thân. Đừng tự huyễn hoặc mình và cũng đừng huyễn hoặc người khác. Nhưng mọi sự chân thành đều phải được thể hiện trong sự tế nhị, tôn trọng, đôn hậu và có văn hóa. Nếu không, sự chân thành cũng dễ trở thành thô thiển và khó chấp nhận. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa khôn ngoan thực sự với sự tinh khôn hoặc khôn danh, những kẻ chỉ khôn để cầu lợi.
Nếu được sống giữa một cộng đồng rộng lớn của những người chân thành, thì đó là lúc cuộc sống đang tiến dần và trở thành một thiên đường nơi trần thế. 4. Tận hưởng những hạnh phúc bình dị. Cứ mải mê với công việc mà không có thời gian nghỉ ngơi sẽ khiến bạn nổ tung đầu óc. Hãy dành thời gian để nhâm nhi một ly cà phê trong một buổi sáng êm đềm, đi dạo, hàn huyên cùng bạn bè. Điều này sẽ giúp tinh thần bạn thư thái hơn. Cuộc sống luôn chứa đựng những lo toan bộn bề, nhưng cũng có biết bao điều thú vị luôn hiện hữu quanh ta. Nếu ta biết lắng nghe và tận hưởng và học cách tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình, sẽ khiến mỗi ngày trôi qua đều ghi dấu ấn trong cuộc đời. Ai đó đã nói rằng, tận hưởng cuộc sống cũng giống như khi ta nấu một món ăn. Rất cần sự tinh tế của người đầu bếp để chọn lựa gia vị và nêm nếm sao cho thật đậm đà. Mỗi loại gia vị đều góp phần làm cho món ăn thêm hấp dẫn. Mỗi cung bậc cảm xúc, mỗi sự việc xảy đến trong đời đều có ý nghĩa của riêng nó. Cuộc sống luôn biến đổi, thời gian trôi qua không trở lại, nên ta cần phải biết trân trọng nó. Hạnh phúc là cả một chặng đường đi và được kết tinh từ những điều thật bình dị thường ngày. Hãy lựa chọn, hãy thêm vào những gia vị cần thiết cho cuộc sống của mình. Hãy nếm phù hợp để thấy mình hạnh phúc hơn mỗi ngày, bạn nhé! 5. Không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, vì thực tế bạn không thể làm được điều đó. Rất nhiều người đang lầm tưởng việc họ cố gắng dĩ hòa vi quý và tránh xung đột với những người xung quanh là chìa khóa đắc nhân tâm trong cuộc sống. Trên thực tế, con người chẳng có ai là hoàn hảo và chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Việc gồng mình để chạy theo mục tiêu không tưởng đó chỉ khiến bạn trở thành một kẻ mờ nhạt, sợ hãi, thiếu chính kiến và méo mó trong mắt người khác. Không có chính kiến, không dám thực hiện những ước mơ dự định của mình thì chính bạn đã làm cho mình thất bại trong cuộc sống. Sống tốt cuộc đời của chính mình, bạn sẽ được hạnh phúc. Đừng bao giờ che đậy những gì bạn mong muốn, khao khát và hãy cố gắng để biến chúng thành hiện thực. Đừng vì người này không muốn, người kia không thích mà từ bỏ những gì bạn đang theo đuổi. Ai cũng có cuộc đời riêng của mình và bạn hãy sống cuộc đời đó theo cách riêng của bạn. Hãy sống và làm hài lòng những ai cổ vũ bạn, động viên bạn, giúp đỡ bạn vượt qua mọi khó khăn thử thách trong đời. 6. Sức khỏe chính là cuộc sống của bạn. Hãy chăm sóc và bảo vệ nó. Thời đại này, rất ít người quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe. Họ không hiểu rằng việc giữ sức khỏe không phải chỉ có lợi cho mình, mà còn có lợi cho cả gia đình, bạn bè, người thân của họ nữa. Dành cả đời kiếm tiền để sau này trả tiền viện phí, cuộc sống này liệu có đáng không? Khi chúng ta bị bệnh thì không ai có thể chịu căn bệnh đó thay bạn cả. Vậy thì tại sao chúng ta lại tiếp tiền để phòng bệnh, để rồi sau đó hối hận, tiêu một đống tiền, hy vọng chữa khỏi bệnh? Trên thế gian này, chiếc giường đắt nhất không phải là chiếc giường dát vàng. Chiếc giường đắt nhất thế giới mà không ai muốn rước về chính là giường bệnh. Cái gì mất cũng có thể kiếm lại được, chỉ duy nhất một thứ không thể lấy lại được, đó là cuộc đời. Khi lưng bị ép chặt trên giường bệnh, người ta mới nhận ra, dù đã đọc sách cả đời, trên tinh thiên văn, dưới tường địa lý, nhưng có quyển sách quan trọng nhất lại quên mất không đọc. Làm thế nào để giữ gìn sức khỏe?
điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là bạn có rất nhiều tiền, nhưng căn bệnh của bạn lại không thể chữa lành. Khi đó đồng tiền còn giá trị gì nữa? Bệnh tật đến bất ngờ không báo trước. Khi bạn thấy mình vẫn còn khỏe mạnh, đừng chủ quan, mãi chú ý đến sức khỏe của mình. Không khoản tiền đầu tư nào giá trị hơn khoản tiền đầu tư vào sức khỏe. Hãy rèn luyện cho mình những thói quen tốt, mạnh dạn vứt bỏ những thói quen xấu để có thể cùng sức khỏe tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc của bạn. 7. Gặp chướng ngại vật thì đi chậm lại chứ đừng quay đầu. Hãy luôn nhắc mình, tôi là một người đi chậm nhưng không bao giờ đi lùi. Trong con đường dẫn đến sự thành công, dù bạn có đi chậm bao nhiêu cũng không sao. Quan trọng là bạn không bao giờ dừng chân và bỏ cuộc. Có ai nhớ đến bức ảnh một người đàn ông đang đào sâu vào lòng đất? Phía trước ông ta có rất nhiều kim cương. Tưởng chừng như nếu ông ta nỗ lực thêm một chút nữa, thì đống kim cương đó sẽ đều thuộc về ông ta. Thế nhưng, ngay đến vách đất đá cuối cùng, người đàn ông nọ bỏ cuộc vì chán nản nên đã quay về. Vì thế ông ta cũng đã từ bỏ cơ hội sở hữu một núi kim cương nhiều như thế chỉ vì nhụt chí trong chốc lát. Bài học mà chúng ta rút ra từ chuyện này là chưa đi đến được cuối con đường, bạn sẽ không biết điều tốt đẹp gì đang đón chờ bạn. Hãy kiên trì và tin tưởng vào quyết định của mình, rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra. 8. Khám phá bản thân có thể giúp ta trở thành người thành công hơn hôm qua. Chúng ta thường quên đi rằng bản thân mỗi người đều có một hay nhiều ưu điểm tốt đẹp cần được hoàn thiện và phát huy. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta mải mê nhìn và tìm kiếm những điều tốt đẹp từ một vài người xung quanh mình. Vô tình, quên đi rằng bản thân mình cũng là một nguồn kho báu chưa được khám phá hết. Người khác có thể trở thành mục tiêu và động lực để giúp bạn vươn lên. Nhưng nếu bạn không chịu tìm tòi ra những ưu điểm, tài năng của bản thân, thì mãi mãi cũng không thể tiến xa hơn được trong cuộc sống. Sự hời hợt không bao giờ giúp bạn hoàn thành được mong muốn của bản thân. Chỉ có sự chân thành và toàn tâm toàn ý mới tiếp thêm đủ động lực để bạn vượt qua mọi khó khăn và tiến gần hơn tới đích đến. Đừng chỉ mới đi được nửa đường đã cảm thấy do dự và muốn quay trở lại. Những tính toán so đo hơn thiệt chỉ khiến bạn thêm nhụt chí. Nhưng một trái tim nhiệt huyết và tràn đầy hy vọng sẽ luôn soi sáng con đường tăm tối mà bạn đang bước đi.